vi tuổi Quý Sửu năm 2022, năm Mạng 1973 chi tiết nhất, tuổi âm lịch, 50 tuổi, sao, Thái Dương chiếu mệnh, Mạng, Mộc gặp mệnh Kim, tương khắc, Thiên can tuổi, Quý gặp năm Nhâm là Bình Hòa. Thông tin gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 năm Mạng, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cầm tinh con trâu. Năm sinh âm lịch từ ngày 3 tháng 2 năm 1973 đến ngày 22 tháng 1 năm 1974. Với thiên can quý, địa chi sửu, can chi của quý bạn có mang ý nghĩa lan ngoại chi ngưu, trâu ngoại chuồng, ngũ hành, mộc, tàn đố mộc, cây dâu tầm, tương sinh, thủy, tương khắc, kim, cung mệnh nam mạng, cung ly, nam tuổi Quý Sửu là những người đàn ông hiền lành, chất phác, trọng tình trọng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Họ có ý chí kiên định, quyết tâm gây dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình và không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Do đó, dù trải qua nhiều chông gai khi còn trẻ nhưng họ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng sau này. Xem tử vi nam tuổi Quý Sửu năm 2022 tổng quan, năm 2022 là năm Nhâm Dần hay còn gọi là năm con hổ. Dựa theo ngũ hành, năm 2022 mang tính chất của mệnh Kim, Bạch Lạp Kim, vàng pha bạc. Vận trình tử vi của mỗi người khác nhau nhưng đều được phân tích dựa trên mối quan hệ giữa cung mệnh. Thiên can, địa chi giữa năm sinh của bản mệnh với năm cần xem. Theo đó, nam Quý Sửu 50 tuổi mệnh Mộc sẽ tương khắc với hành Kim. Xét theo can chi, thiên can quý của nam mạng bình hòa với Nhâm, địa chi Sửu cũng bình hòa với Dần. Nhìn chung, vận trình tử vi năm 2022 của nam Quý Sửu khá ổn định, không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả như ý. Trong năm này, nam mạng sẽ được phước tinh Thái Dương chiếu mạng, dự báo sẽ nhận được nhiều may mắn trong làm ăn, xuất hiện quý nhân phù trợ. Công việc thuận buồm xuôi gió, luận giải tử vi 2022 nam tuổi Quý Sửu trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp, bước sang năm 2022. Tuổi Quý Sửu sẽ đối mặt với không ít thách thức nhưng đây cũng là cơ hội để bản mệnh tiến xa hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần quý bạn có ý chí kiên định, không ngại đương đầu với mọi khó khăn, thử thách thì nhất định sẽ thu về được thành quả xứng đáng. Bên cạnh đó, nam mạng có thể tranh thủ học hỏi thêm tri thức, kỹ năng mới cũng như mở rộng các mối quan hệ xã giao. Khi có cơ hội đến trong tầm tay, quý bạn cần chủ động nắm bắt để chứng tỏ khả năng và nâng cao uy tín của bản thân trong mắt đồng nghiệp. Cấp trên, nếu có dự định khởi công công trình mới hay khai trương cửa hàng, quý bạn nên chọn ngày hợp phong thủy để mọi sự đều suôn sẻ, như ý. 2. Tài chính, tài lộc trong năm Nhâm Dần sẽ tỷ lệ thuận với những nỗ lực nam Quý Sửu đã bỏ ra. Bản mệnh vốn là người biết cách quản lý tài chính, không tiêu xài hoang phí nên trong nhà lúc nào cũng có của ăn của để, không lo thiếu thốn. Ngoài ra, quý bạn cũng có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô kinh doanh hoặc hùn vốn đầu tư để tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ thua lỗ, nam mạng nên cân nhắc, tính toán cẩn thận trước khi bỏ ra một số tiền lớn. 3. Tình duyên, gia đạo, trong năm Nhâm Dần, gia đạo của nam Quý Sửu tương đối hòa thuận, yên vui. Vợ chồng biết thấu hiểu, yêu thương nhau, con cái hiểu thảo, ngày càng giỏi giang, thành đạt. Đây cũng chính là động lực to lớn giúp nam mạng tiếp tục phấn đấu hơn để mang đến cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy cho gia đình của mình. Trong hôn nhân vợ chồng, tuổi tác là một trong những vấn đề được coi trọng. Một số cách thức kê đệm cho đời sống hôn nhân, tuổi vợ chồng hòa hợp mời tham khảo tại đây. 4. Sức khỏe, đến độ tuổi trung niên, tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe. Quý bạn cần chú ý, đề phòng đau ốm, bệnh tật cũng như các bệnh về xương khớp, tim mạch thường hay gặp ở tuổi này. Nam mạng nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Bên cạnh đó, cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, tránh làm việc quá lao lực hay ngủ không đủ giấc khiến sức khỏe đi xuống. Xem sao hạn của tuổi Quý Sửu trong năm 2022 nam mạng. 1. Sao chiếu mạng, trong năm Nhâm Dần 2022, nam tuổi Quý Sửu 50 tuổi được sao Thái Dương chiếu mạng. Đây là một trong những sao tốt thuộc hệ thống cửu diệu của niên hạn, đem đến nhiều may mắn cho nam giới. Dưới tác động của sao Thái Dương, nam tuổi Quý Sửu sẽ có một năm an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Quý bạn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, xuất hiện quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, công việc phát đạt cũng mang đến tài lộc dồi dào,
đi làm ăn xa càng thu được lợi nhuận lớn. 2. Hạn tuổi, nam giới sinh năm 1973 sẽ gặp hạn toán tận trong năm 2022. Hạn này chủ về tiền bạc, kỵ với nam giới. Bản mệnh có thể gặp những rắc rối, gây thất thoát tài sản, hao tốn tiền của do đầu tư thua lỗ, bị kẻ gian hãm hại, xuất hiện những khoản chi tiêu ngoài dự tính. Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nam mạng cũng có phần sa sút trong thời gian này nên dễ sinh ra cáu gắt, bực bội. Tốt nhất, quý bạn nên tạm đặt công việc sang một bên và dành thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. 3. Tứ trụ, thiên lợi, địa lợi. Xét theo tứ trụ, năm 2022 sẽ là một năm nhiều may mắn đối với tuổi Quý Sửu. Xuất hành đi làm ăn xa thì sẽ thu được nhiều tài lộc, công việc khó khăn có quý nhân tương trợ, mọi việc đều được như ý. Ngoài ra, gia đạo cũng sẽ có tin vui liên quan đến chuyện cưới sinh hoặc có thêm thành viên trong thời gian này. 4. Vận niên, thử quy điền, chuột trở về đồng lúa. Vận niên dự báo năm Nhâm Dần sẽ đem đến cho bạn nhiều vận may bất ngờ. Bản mệnh không chỉ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, được tin tưởng giao cho những trọng trách lớn. Con đường thăng quan tiến chức ngày càng mở rộng. 5. Màu hợp tuổi, tuổi Quý Sửu mệnh tan đố mộc hợp với những màu thuộc hành thủy và mộc như đen, xanh nước biển, xanh lá cây. Quý bạn cũng nên tránh sử dụng những màu tương khắc với bản mệnh như đỏ, hồng, cam, vàng, xám, ghi. Trong cuộc sống, quý bạn có thể mua trang sức, điện thoại, xe hay sân nhà có màu hợp tuổi với mình để gia tăng sự may mắn. 6. Hướng xuất hành, nam giới sinh năm 1973, cầm tinh con trâu thuộc cung ly, đông tứ mệnh. Do đó, quý bạn nên xuất hành các hướng đông, sinh khí, đông nam, thiên y, bắc, diên niên, nam, phục vị. Bên cạnh hướng, ngày xuất hành cũng là một trong những vấn đề nhiều người quan tâm khi có dự định đi làm ăn xa. 7. Hóa giải sao hạn, khi gặp hạn toán tận, quý bạn không nên có tâm lý hoang mang, lo lắng mà cần giữ bình tĩnh và chủ động tìm cách phòng tránh, hóa giải. Trong công việc, quý bạn nên làm ăn ngay thẳng, tuân thủ quy định pháp luật. Trước khi quyết định đầu tư lớn, phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng đồng thời phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra để tránh thua lỗ. Nếu có ý định xuất hành đi xa, tuổi Quý Sửu cần chú ý an toàn khi di chuyển bằng xe cộ. Đi đường đêm không mang nhiều tài sản để đề phòng kẻ tiểu nhân nổi lòng tham hãm hại. Ngoài ra, quý bạn cũng có thể làm lễ dâng sao giải hạn, góp phần giải tỏa tâm lý và đem lại sự an tâm cho chính mình. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2022, để ngăn chặn những vận xui rủi cuốn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh Hư Không Bồ Tát bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, hành mộc là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá núi lửa đen, hành thủy, bởi vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Diễn biến tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng theo tháng trong năm. Tháng 1, tháng này khá nhàn nhã, quý bạn có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, học thêm kỹ năng mới hoặc đi du lịch. Tháng 2, trong nhà có nhiều thứ phải chi tiêu, lo nghĩ, nhưng nhờ biết dành dùm, tiết kiệm nên cuộc sống gia đình vẫn đầy đủ, ấm no. Tháng 3, khối lượng công việc tăng cao khiến nam mạng đầu tắt mặt tối. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú ý tới sức khỏe của mình. Tháng 4, nhiều cơ hội kinh doanh kéo đến, quý bạn có thể cân nhắc mở rộng đầu tư để thu về nhiều lợi nhuận. Tháng 5, xuất hiện kẻ tiểu nhân trực chờ thời cơ hãm hại. Tuổi Quý Sửu nên chủ động đề phòng, tránh tai bay và gió. Tháng 7, công việc gặp một số trở ngại nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân đồng thời có quý nhân tương trợ nên mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Tháng 8, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm do làm việc lao lực, bản mệnh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tháng 9, gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận, các thành viên đều yêu thương nhau. Tháng 10, trong tháng này nên thận trọng trong mọi lời ăn tiếng nói, tránh mất bình tĩnh mà làm tổn hại các mối quan hệ của mình. Tháng 11, trong nhà có tin vui liên quan đến tài lộc, hỷ sự hoặc có thêm thành viên mới. Tháng 12, sau một thời gian chăm chỉ làm việc, nam mạng đạt được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Quý bạn có thể thoải mái tận hưởng những thành quả của bản thân.